Thưa quý vị và các bạn, cuối năm luôn là mùa bán hàng, mùa bội thu của các hãng và hệ thống đại lý xe máy. Năm nay, ông lớn Honda Việt Nam với gần 80% thị phần sắp tung ra hàng loạt mẫu xe bom tấn như SH 2020, E-Blade 150 ABS hay Winner X màu mới để kích cầu tiêu dùng, tranh thủ tăng doanh số vào giai đoạn cao điểm cuối năm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin xung quanh những mẫu xe mới này cũng như giá các mẫu xe máy Honda phổ thông đang bán tại khoảng 800 đại lý xe máy Honda trên toàn quốc ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, theo thư mời từ Honda Việt Nam gửi tới Autobuy, ngày 5 tháng 11 tới, công ty này sẽ ra mắt xe máy mới tại Hà Nội. Mặc dù thông tin chỉ dừng lại ở đó, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, Honda Việt Nam sắp ra mắt một mẫu xe và đó là SH 2020 hoàn toàn mới. Theo những thông tin mà chúng tôi có được, SH 2020 có sự thay đổi rất lớn về thiết kế, đặc biệt là ở phần đầu xe. Cụ thể, cụm đèn pha của SH 2020 không còn nằm ở vị trí trên cao như hiện nay mà được chuyển xuống dưới và là đèn pha đôi giống như của E-Blade 2019 đang bán trên thị trường. Đèn xi nhan trên SH thế hệ mới nằm ở phần trên mặt nạ trước như kiểu của xe lít hiện nay. Thay vào vị trí đèn pha hiện nay ở đời cũ là dải đèn LED DMI. Mặt đồng hồ LCD được thiết kế mới, có thêm công tắc 4 chiều, có khả năng kết nối Bluetooth với các thiết bị di động. Phía bên thân xe có sự thay đổi nhẹ, ốp ống xả và tay sách có thiết kế mới. Cụm đèn hậu của SH 2020 thay đổi hoàn toàn, được chia làm 2 tầng bởi viền mạ chrome, phía trên là đèn xi nhan, phía dưới là đèn tín hiệu phanh. Một thay đổi đáng chú ý trên SH 2020 hoàn toàn mới là vị trí đổ xăng đã được đưa ra ngoài cốp, lên phía thân trước giống như trên xe lít 2019 đang phân phối trên thị trường. Nhờ đó, cốp xe SH 2020 rộng hơn so với đời cũ. Ngoài ra, phần cổng sạc USB được đưa vào trong cốp thay vì ở mặt trước như hiện tại. Về mặt công nghệ, ngoài khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại, SH 2020 được cho là còn có cả tính năng kiểm soát lực xoắn HSTC tương tự như trên SH 300i hiện nay. Với sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế và tính năng, giá bán của SH 2020 cũng sẽ tăng so với hiện nay. Một số nguồn tin của Autobuy cho hay giá đề xuất của SH 2020 sẽ tăng từ 3 đến 6 triệu đồng so với các mức từ 68 đến 91,5 triệu đồng hiện nay tùy phiên bản. Mặc dù chưa chính thức ra mắt, nhưng thiết kế của SH 2020 nêu trên được cho là xấu hơn nhiều so với SH 2019. Vì thế, giá xe SH 2019 đang tăng phi mã, giá cao nhất hiện đã lên tới 78 đến 118 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực, tức là cao hơn giá đề xuất từ 10 đến 26 triệu đồng là những mức giá gần đạt mức cao nhất của SH từ trước tới nay. Thưa quý vị, bên cạnh mẫu SH 2020 hoàn toàn mới thì E-Blade 150 ABS và Winner X màu mới nhiều khả năng sẽ được ra mắt trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay sau SH 2020. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm có mặt tại Việt Nam, E-Blade được trang bị động cơ 150 phân khối, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Nhiều khả năng khối động cơ này sẽ được lắp chung với các mẫu xe ga 150 phân khối khác như SH, PCX. Trên SH 150, Honda Việt Nam lắp khối động cơ dùng tích cực là 153 phân khối, phun xăng điện tử cho công suất cực đại 14,5 mã lực tại 7.550 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,9 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Đặc biệt, E-Blade 150 hoàn toàn mới dự kiến còn được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS ở bánh trước, gia tăng độ an toàn khi phanh gấp trong các điều kiện chạy tốc độ cao, ôm cua hay đường trơn trượt. Tất nhiên, một phiên bản cao cấp của dòng xe ga tầm trung không thể thiếu trang bị đã phổ cập với tất cả các mẫu xe ga Honda là khóa thông minh Smart Key. Với trang bị động cơ và phanh ABS mới, dự kiến E-Blade 150 ABS sẽ có giá đề xuất tăng cao khoảng trên dưới 55 triệu đồng. Hai trang bị mới đều khiến chi phí đội lên khoảng 10 triệu đồng so với các bản đang bán hiện nay, gồm động cơ 150 phân khối sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 20%, trong khi động cơ 125 phân khối chưa phải chịu loại thuế này. Cùng với đó, phanh ABS cũng khiến chi phí tăng. Trên SH1, chênh lệch giữa xe có và không có ABS là trên 5 triệu đồng, trong khi trên SH là 8 triệu đồng. Do giá bán cao, chưa tính khả năng đội giá tại đại lý, nên E-Blade 150 ABS nhiều khả năng sẽ chỉ dành cho một nhóm khách hàng thích E-Blade và đề cao sức mạnh sự an toàn, đặc biệt có điều kiện tài chính rủng rỉnh hơn. Chính vì lẽ đó, gần như chắc chắn E-Blade 125 phân khối hiện nay vẫn tiếp tục được duy trì sản xuất và bán ra thị trường.
Theo nguồn tin riêng của Autobuy, Airblade 150 ABS có khả năng ra mắt vào tháng 12 năm 2019 này cùng form mẫu mới, trước khi các xe theo form mẫu hiện nay ngừng sản xuất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ngoài ra, để làm mới Winner X chỉ sau một vài tháng ra mắt, Honda Việt Nam sắp ra mắt Winner X màu cam đen và Winner X HRC. Đây đều là những bộ tem bắt mắt cho chiếc xe côn tay chiến lược của hãng xe máy Nhật tại thị trường Việt Nam. Thưa quý vị, ngoài thông tin về những mẫu xe mới, thì giá những mẫu xe số và xe ga Honda hiện tại đang tăng chóng mặt. Theo đại diện một số đại lý Honda, giá các mẫu xe chỉ tăng từ nay tới trước Tết Nguyên đán, trong đó giá xe ga sẽ biến động mạnh, giá các mẫu xe ga hot như SH hay SH Mode tiếp tục cao hơn đề xuất tới hàng chục triệu đồng. Hiện tại, đa số các mẫu xe máy Honda gồm cả xe ga và xe số đều bán cao hơn giá đề xuất, ngoại trừ một số mẫu xe có doanh số thấp do giá bán cao và một số thuộc diện ế kinh niên như Blade số, PCX, Monkey, Super Cup. Sau đây là giá đề xuất, giá bán tại đại lý cùng giá lăn bánh của các mẫu xe máy Honda tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo khảo sát của Autobuy đầu tháng 11 năm 2019. Mời quý vị và các bạn theo dõi.